Chào các bạn. Ở clip hôm trước thì tôi đã giới thiệu đến các bạn cách sử dụng tripod chân máy. Thì hôm nay tôi đã lần đầu tiên sử dụng tripod để đặt máy quay. Mà thực hiện cái clip này là tôi thực hiện quay clip theo kiểu timelapse, tức là thời gian trôi. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn clip đầu tiên là quay timelapse với đám mây. Cái này nó sẽ thấy chuyển động nhanh của sự vật hiện tượng mà đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Khi mà cho vào clip timelapse, chúng ta sẽ thấy nó rất thú vị. Mời các bạn cùng xem nhé.